Đây là chương trình phát thanh tin lành tiếng nói của chân lý, bình an và hy vọng, nhằm mục đích giới thiệu đời sống tươi mới và hạnh phúc trong cứu Chúa Giêsu, được phát sóng hàng tuần trên hệ thống mạng lưới toàn cầu. Xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chương trình phát thanh tin lành do Hội Thánh Tin Lành Ứng Điển thực hiện hàng tuần trân trọng kính chào quý vị thính giả và gia đình. Thưa quý vị, vừa qua báo chí đã đưa tin làm cho nhiều người ngạc nhiên, ấy là các triệu phú đã không bằng lòng để lại tài sản cho con cái của mình. Ashton Kutcher và bà Mila Kunis có tổng tài sản hàng trăm triệu đô la nhờ vào sự nghiệp diễn xuất và danh mục đầu tư của Kutcher, nhưng họ không có ý định để lại gia tài của mình cho hai đứa con nhỏ. Khi được hỏi rằng họ có để lại gia sản của mình cho con cái chăng, thì Kutcher đã nói rằng chúng tôi không có ý lập quỹ ủy thác cho các con của chúng tôi. Có lần vào năm 2017, họ đã mua quà Giáng sinh cho con của họ, mà theo nhiều người cho rằng giá trị của các món quà không tương xứng với con của triệu phú. Thì Kunis bảo rằng bởi vì con cái khi còn nhỏ thì chúng nó không nên nhận quà quá giá trị như lúc chúng nó trưởng thành. Tuy nhiên, Kutcher cũng nói rằng nếu khi chúng nó lớn lên và có ý tưởng kinh doanh thì ông sẽ đầu tư. Còn câu chuyện của quả phụ Aaron Sterling, bà Candy đã nắm giữ khối tài sản khoảng 600 triệu đô la, tức là vào khoảng 460 triệu bảng Anh của người chồng quá cố của bà. Tuy nhiên, con của họ là diễn viên Tori Spelling chỉ nhận được 800.000 đô la mà thôi từ tài sản của Aaron. Khi được hỏi rằng tại sao Spelling chỉ nhận được ngần ấy mà thôi, thì bà Candy cho rằng cậu ta đã tiêu pha tiền bạc một cách rất phung phí. Thưa quý vị và các bạn, nghĩ gì về Kunis và Candy đối với con cái của mình? Đức Chúa Giêsu có kể lại một câu chuyện trong Luca đoạn 15 rằng một người cha kia có hai đứa con trai. Người em nói với cha rằng: "Thưa cha, xin chia cho con phần tài sản thuộc về con." Và người cha đã chia gia tài cho chúng. Chẳng bao lâu, người em tóm thu hết của cải và đi đến một nơi xa, ở đó ăn chơi phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi đã tiêu sạch hết của cải rồi, thì trong xứ xảy ra một nạn đói lớn và nó bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Nó phải đi làm mướn cho một người dân bản xứ và bị sai ra đồng chăn heo. Nó ao ước lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Thì ra câu chuyện của ngày xưa và ngày hôm nay có những điểm giống nhau. Ấy là con cái của những cha mẹ giàu đã trở nên nghèo khó bởi vì đã phung phí tài sản của cha mẹ mình. Đức Chúa Giêsu đã tiếp tục kể câu chuyện rằng người con trở nên nghèo của một người cha giàu có làm sao tìm lại địa vị của mình. Chúa Giêsu kể tiếp rằng bây giờ nó mới tỉnh ngộ và tự nhủ rằng biết bao nhiêu người đã làm mướn cho cha ta được ăn bánh dư dật mà ở đây ta phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha ta và thưa với cha rằng: "Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy." Nó liền đứng dậy trở về với cha mình. Nhưng khi còn ở đằng xa, người cha thấy nó thì động lòng thương xót, chạy ra ôm cổ nó mà hôn. Người con thưa với cha rằng: "Cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn xứng đáng gọi là con của cha nữa." Nhưng người cha bảo các đầy tớ rằng: "Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập mà làm thịt. Chúng ta hãy ăn mừng vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm lại được." Rồi họ bắt đầu ăn mừng. Thật vậy, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta có mặt trên đời này là một trong những tạo vật cao quý nhất mà Đức Chúa Trời luôn luôn muốn ban phước. Và khi khám phá được điều này thì Thánh Phaolô đã khuyên chúng ta rằng hãy chúc tụng Đức Chúa Trời là Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ,
Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Và ấy là lý do mà Đức Chúa Giêsu đã xác nhận rằng: "Thật ta bảo cùng các ngươi, ta là cái cửa của chiên. Tất cả những người đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng. Ta là cái cửa, nếu ai do ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Cái trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn." Chương trình phát thanh được tiếp nối với tiết mục Sống với lời Chúa, tài liệu của tác giả mục sư Rick Warren, do mục sư Timothy Phan chuyển ngữ và Hương Lê phụ trách. Kính mời quý vị cùng đón nghe. Cuộc sống không kết thúc với cái chết. Là người tin Chúa, chúng ta có hy vọng vì chúng ta sẽ được sống đời đời. Chết không phải là hết. Câu chuyện không phải chỉ có vậy. Một ngày nào đó trái tim quý vị sẽ ngừng đập, và đó sẽ là phần cuối của thân xác, nhưng không phải là kết thúc của quý vị. Quý vị được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, được dựng nên để sống đời đời. Những gì hiện đang có không phải là tất cả. Tại sao chúng ta có hy vọng? Bởi vì dẫu cho thế giới này có tệ hại đến thế nào đi nữa thì cũng chỉ tồn tại trong một thời gian. Chúng ta sẽ sống cả ngàn tỷ năm trong cõi vĩnh hằng, nơi không còn u sầu, buồn bã, bệnh tật hay đau khổ nữa. Kinh Thánh sách Roma chương 8 câu 11 chép rằng: "Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống." Là một mục sư, tôi đã từng đứng bên mộ của hàng trăm gia đình, và tôi biết sự khác biệt giữa người có hy vọng và người không có hy vọng. Quý vị có thể nhìn thấy trong mắt họ. Tôi đã từng thấy nỗi kinh hoàng trong ánh mắt của những người không có hy vọng. Họ đang nghĩ: "Đây là tất cả những gì tôi có. Thế là hết. Tôi sẽ không bao giờ thấy người này nữa. Xong rồi. Cuộc sống chỉ có thế." Tôi so sánh điều đó với hàng ngàn người mà tôi đã từng gặp tại đám tang của một tín hữu. Họ biết đây chỉ là bước chuyển tiếp. Họ đang đi vào một cuộc sống thật sự. Họ sẽ ở với Đức Chúa Trời mãi mãi. Họ có hy vọng vì biết một ngày kia họ sẽ lại được đoàn tụ. Đối với một tín đồ, chết không phải là rời xa nhà mà là về nhà. Trong Chúa Giêsu Christ, quý vị sẽ sống một cuộc đời không bị đoán phạt. Quý vị được tha thứ bất kể quý vị làm điều gì. Đó là một cuộc sống được giải thoát khỏi sự thống trị. Quý vị được tự do, quý vị có thể thay đổi. Chúa đang thay đổi quý vị cho những điều tốt đẹp. Và rồi quý vị sẽ sống một cuộc đời không có sự chấm dứt. Quý vị có thể sống đời đời. Hương Lê vừa kính gửi đến quý vị tài liệu Sống với lời Chúa với đề tài Cuộc sống không kết thúc với cái chết. Sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục Câu chuyện gia đình. Một câu chuyện gia đình xin kính chào quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị đón nghe đề tài Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21, tài liệu của Minh Nguyên, chương trình phát thanh Tin Lành tại California, Hoa Kỳ. Nguyên tắc thứ 7: Tha thứ.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về hôn nhân. Những nguyên tắc chúng tôi đã nói đến trước đây là: thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ, nhưng quan tâm đến phúc lợi của nhau. Thứ hai, không tùy thuộc cha mẹ và dứt khoát với những quan hệ tình cảm của thời độc thân. Thứ ba, dành thời giờ trò chuyện với nhau thường xuyên để hiểu nhau, tâm đầu ý hiệp với nhau. Thứ tư, khi gặp bất đồng ý kiến, cư xử khôn ngoan để vợ chồng thông cảm và yêu nhau hơn. Thứ năm, quyết tâm giúp nhau tránh khỏi cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Thứ sáu, cẩn thận về tiền bạc để không xa vào nợ nần. Thứ bảy, tha thứ cho nhau mãi mãi. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về tinh thần tha thứ trong hôn nhân. Đặc điểm của tha thứ thật. Thứ nhất, tha thứ phải thành thật. Người có lỗi thành thật nhận lỗi, và người bị tổn thương cũng thật sự tha thứ. Thứ hai, tha thứ và quên. Khi đã tha thứ, chúng ta không nghĩ đến những đau buồn người kia gây ra cho mình nữa. Thứ ba, không nhắc lại lỗi lầm cũ, không kể lại cho người khác. Thứ tư, sẵn sàng tha thứ nhiều lần. Người có tinh thần tha thứ thật, khi người bạn đời có lỗi, không chỉ tha thứ và quên, nhưng cũng sẵn sàng tha thứ nhiều lần. Bàn về tha thứ cho hôn nhân, một vị mục sư nọ nói: trong lễ cưới, cô dâu chú rể thường hứa trước mặt Chúa, hai người sẽ tôn trọng nhau, vâng phục và yêu nhau suốt cả cuộc đời. Đúng ra, cô dâu chú rể cần hứa là sẽ yêu nhau, tôn trọng nhau, vâng phục nhau suốt đời và tha thứ cho nhau mãi mãi. Hôn nhân không chỉ là kết hợp của hai người yêu nhau, như là kết hợp của hai người sẵn sàng tha thứ. Hôn nhân hạnh phúc khi vợ chồng cam kết tha thứ nhau mỗi ngày. Chương 2 trong sách Nhã Ca của Kinh Thánh Cựu Ước nói về tình yêu đôi lứa và có câu như sau: hãy bắt cho chúng tôi những con trồn nhỏ phá hại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ bông. Nhã Ca chương 2 câu 15. Tác giả gọi những chuyện nhỏ nhặt giữa vợ chồng là những con trồn nhỏ. Con trồn nhỏ phá hại vườn nho chính là những bất bình nhỏ nhặt xảy ra giữa vợ chồng, hết ngày này qua ngày khác. Những điều nhỏ nhặt đó có thể âm thầm phá hỏng hạnh phúc gia đình. Tác giả câu kinh thánh này không xem mưa gió bão táp hay những nguy hiểm lớn lao là điều đáng sợ, nhưng sợ những con trồn nhỏ hay cắn phá. Chúng gặm nhấm hàng rào và phá hủy vườn nho cách âm thầm, mỗi ngày một chút, nhưng cuối cùng sẽ tiêu hủy cả vườn nho. Tương tự như thế, chúng ta cần nhìn thấy những con trồn nhỏ trong quan hệ vợ chồng để cẩn thận tránh xa và bảo vệ cho hôn nhân không bị phá đổ. Dĩ nhiên, chúng ta cần tránh xa những nguy hiểm to lớn như ngoại tình, tà dâm, bài bạc, vân vân, là điều hủy phá hôn nhân cách nhanh chóng. Nhưng quan trọng không kém là chúng ta cần quan tâm tha thứ và bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau. Những điều nhỏ nhặt đó có thể là thói quen trong cách nói năng, cách cư xử của người phối ngẫu mà ta không thích. Những điều này nếu không bỏ qua, không tha thứ, sẽ trở thành hàng rào vô hình, ngăn cách vợ chồng.
những điều nho nhỏ mà ta không thích, không chấp nhận nơi người bạn đời, chính là những con trồn nhỏ sẽ tiêu hủy tình yêu của hai người. Tương tự như thế, yếu tố giúp ta có một hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc cũng có thể đến từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày. Cách vợ chồng xưng hô với nhau, chăm sóc nhau, lo tưởng cho nhau, cách chúng ta phản ứng trước những chuyện bình thường hàng ngày. Những chăm sóc nhỏ nhặt đầy yêu thương cũng như cách ta xử sự trước những vấp váp nhỏ không đáng sẽ khiến tình yêu giữa vợ chồng gia tăng hay suy giảm. Nếu vợ chồng yêu thương nhau, người này chấp nhận sai sót của người kia và sẵn sàng bỏ qua, còn người kia thì cố gắng thay đổi cho tốt hơn. Trong việc gì, hai người cũng áp dụng nguyên tắc tha thứ và quên, thì chắc chắn không có con trồn nhỏ nào có thể phá đổ hôn nhân của chúng ta được. Có người nghĩ rằng, khi mình nói với vợ hay chồng hai tiếng tha thứ, và không nhắc đến chuyện đã xảy ra là đủ, nhưng đó chưa phải là tha thứ thật. Tha thứ thật phải có sự thay đổi trong tấm lòng. Thay đổi trong tâm trí là tự nhủ rằng mình sẽ không giận, không buồn và không nhớ đến việc đó nữa. Nhưng thay đổi trong tấm lòng có nghĩa là sự buồn phiền, buồn giận thật sự không còn trong lòng nữa. Để đạt đến mức độ tha thứ này, trước hết, chúng ta cần chấp nhận người bạn đời. Chúng ta cần nhắc nhở chính mình điều quan trọng sau đây. Mình đã yêu và đã quyết định đi chung đường đời với nhau. Mình sẽ chấp nhận người phối ngẫu, để những buồn phiền nhỏ nhặt không ảnh hưởng đến tình yêu của hai người. Không những chấp nhận sai sót, vấp váp của người bạn đời, chúng ta nhớ rằng mình cũng là người bất toàn, yếu đuối, cũng có những sai sót lỗi lầm tương tự. Khi cả vợ và chồng đều vui vẻ chấp nhận nhau, chấp nhận ưu điểm cũng như khuyết điểm, người này không tìm cách thay đổi người kia, vì biết rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể thay đổi lòng người. Quyết định như thế, chúng ta vẫn có những lúc bị tổn thương, buồn phiền, nhưng không xem đó là quan trọng, vì hai người có một mục đích rõ ràng. Mục đích đó là cùng giúp nhau cải thiện chính mình, để hôn nhân được hạnh phúc bền lâu. Sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta những lời sau. Chúng ta là người mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lớn cận mình, đặng làm điều ích và nêu gương tốt. Vậy thì, anh em hãy tiếp nhận nhau cũng như Chúa cứu thế đã tiếp nhận anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Roma chương 15, câu 1 tới câu 2 và câu 7. Nếu thấy mình tốt hơn, hoàn hảo hơn người phối ngẫu, theo lời dạy của Kinh Thánh, chúng ta là người mạnh, người phối ngẫu là người yếu. Vậy chúng ta phải gánh vác những yếu đuối của người phối ngẫu và tiếp nhận người đó như Chúa đã tiếp nhận chúng ta. Chúng ta không làm đẹp lòng mình, tức là không làm theo ý mình, không đòi hỏi mọi việc như ý mình muốn. Trái lại, chúng ta làm vui lòng người lân cận. Người lân cận mà chúng ta cần làm vui lòng hơn hết chính là người mà Chúa đã ban cho cuộc đời chúng ta. Sau khi đã tha thứ và bỏ đi những tổn thương phiền giận, chúng ta cần làm một điều quan trọng khác. Đó là bắt các tư tưởng trong tâm trí vâng phục Chúa cứu thế, nghĩa là mời Chúa làm chủ tâm trí chúng ta.
tâm trí và tư tưởng của con người sẽ điều khiển chính người đó. Tâm trí chúng ta đầy rẫy điều gì thì những điều đó sẽ điều khiển chúng ta. Nếu tâm trí đầy rẫy ganh ghét, kiêu ngạo, phiền giận, tham lam, giả dối, ích kỷ, vân vân, những điều đó sẽ làm chủ, và những gì chúng ta nói hay làm sẽ biểu lộ ra những điều đó. Trái lại, nếu chúng ta để Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ tâm trí và tấm lòng, tất cả những yếu đuối xấu xa của con người cũ sẽ không còn, nhưng thay vào đó là con người mới, với những mỹ đức đẹp lòng Chúa, đẹp lòng người. Nguyên tắc Kinh Thánh mà chúng ta cần áp dụng cho hôn nhân cũng như với mọi người xung quanh là: phải bỏ khỏi anh em những cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy rẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Ê-phê-sô chương 4, câu 31 tới câu 32. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề về gia đình với tiểu đề Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21, bài 38. Xin chấm dứt nơi đây. Trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe tiếp Xây dựng hôn nhân trong thế kỷ 21, bài 39 trong kỳ phát thanh tới. Thân ái xin kính chào toàn thể quý vị. Sự bình an trong Giê-xu như trên một dòng khu, thật là con sông thái an, long lanh in trăng vàng. Cho lòng ta sống thái nhiên an bình, đặt mình trong tay Giê-xu tiêu tan mọi sầu u, Sa-tan không sao dối tôi, yêu ma gian xa rồi. Trời yêu thương chiếu rạng, lao đao hay an nhàn. Ta tin Giê-xu mến thương, đã gánh vác trăm đường. Hễ quyết tin theo Ngài luôn, chắc sẽ không lo buồn. Tâm ta nương nơi Chúa, bao ơn lành Chúa hứa ban cho.
thính giả vừa đón nghe bài thánh ca với nhan đề Dòng sông Thái An, nhạc của Jay Mountain, lời của Francis R. Havergal, được viết vào thế kỷ thứ 18. Sau đây kính mời quý vị đón nghe tiết mục Câu chuyện Phúc âm. Kính chào quý vị và các bạn. Hoan nghênh quý vị các bạn cùng với chúng tôi nghe lời của Đức Chúa Trời, là lời luôn luôn đem lại cho chúng ta sự bình an, sự hy vọng và đầy lẽ thật. Nếu quý vị và các bạn đang là tín hữu của Chúa Cứu Thế và chúng ta muốn được phước hạnh của Chúa trong những ngày tháng chúng ta còn sống ở trên thế gian này trong tư thế của một người hầu việc Ngài, thì hôm nay lời Chúa sẽ đem lại cho chúng ta sự khích lệ đó. Câu chuyện trong Thánh Kinh Mát đoạn 1 câu 32 đến câu 38, chúng ta rút ra những bài học quý giá cho những ai muốn phục vụ Đức Chúa Trời. Lời Thánh Kinh Mát đoạn 1 từ câu 32 chép rằng: chiều tối khi mặt trời vừa lặn thì người ta đem tất cả những người bệnh tật và bị quỷ ám đến với Đức Chúa Giêsu, cả thành tụ họp trước cửa. Ngài chữa lành nhiều người đau yếu, mắc đủ các chứng bệnh khác nhau và đuổi nhiều quỷ, nhưng không cho phép quỷ lên tiếng vì chúng biết Ngài là ai. Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon cùng các bạn đi tìm Ngài. Khi đã tìm gặp được Ngài rồi thì họ thưa rằng mọi người đang tìm Thầy. Nhưng Ngài phán với họ rằng chúng ta hãy đi nơi khác, vào những làng quanh đây để ta còn giảng dạy ở đó nữa, vì đây chính là lý do mà ta đã đến. Đây là phần sau của câu chuyện một ngày Sa-bát tại Ca-bê-nơ-um, và chúng ta có thể nói rằng một ngày đầy ơn và phước hạnh. Chúa Giêsu đã vào nhà hội để giảng dạy tại đó và được nhiều người cảm động, cho rằng đây là lời dạy của đấng có quyền chứ không giống như người khác. Rồi sau đó Chúa Giêsu cũng đã chữa nhiều bệnh tật cho những người đau yếu và đuổi quỷ ra những cuộc đời đã bị quỷ ám trong nhiều năm tháng. Tin đồn đến nỗi người ta các làng thành chung quanh đã kéo đến trước cửa nơi Chúa Giêsu đang cư trú, thậm chí đêm rồi mà người ta vẫn còn đến. Đối với các môn đệ thì đây là một trong những hình ảnh và câu chuyện làm cho người ta thấy được phước hạnh khi bỏ mọi sự để theo Chúa, bởi vì đã thấy những việc quyền năng và những lời đầy ơn mà Chúa đã ban ra. Có lẽ tối hôm đó các môn đệ rất là mệt nhọc nhưng đầy sự vui mừng, như là đang dự một buổi bồi linh đầy quyền năng đã xảy ra từ Chúa Giêsu. Và tưởng tượng nếu có ai hỏi rằng họ muốn gì vào ngày mai, thì chắc rằng họ sẽ trả lời rằng muốn ngày mai giống như ngày hôm nay. Tuy nhiên Thánh Kinh chép rằng ngày hôm sau thì khi họ trỗi dậy, đám đông vẫn còn đó, những người đau yếu vẫn còn chờ đợi quyền năng của Chúa đụng đến, nhưng họ không thấy Chúa Giêsu đâu cả. Nhớ lại ngày hôm qua, chính đám đông này và những người đau yếu này là một phương tiện để bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, và họ vui thỏa vì việc của Chúa đã được thể hiện trên những con người này. Nhưng sáng nay, vẫn đám đông đó, vẫn nhu cầu của những con người đau yếu đó, nhưng đã trở nên gánh nặng và sự bối rối cho các môn đệ, bởi vì họ không thấy Chúa Giêsu hiện diện giữa đám đông và những người đau yếu này. Kính thưa quý vị và các bạn, bên cạnh có những cuộc đời theo Chúa mà không có mang một gánh nặng gì cả bởi vì họ không hề kinh nghiệm phước hạnh của một người phục vụ, nhưng cũng có những người nôn nã sốt sắng trong sự phục vụ nhưng sau đó đã rơi vào sự ngã lòng. Lý do không phải là nhu cầu lớn hơn, nhưng mà bởi vì họ quá chú mục vào đám đông, họ quá chú mục vào những nhu cầu của con người đến nỗi mà họ đã lạc mất đấng đã giúp họ phục vụ. Nói điều này làm chúng tôi chợt nhớ một câu nói của một người rằng sự thất bại lớn nhất là sự thành công mà không có sự dự phần của Đức Chúa Trời. Có ai trong chúng ta muốn trở nên người phục vụ Chúa để được phước hạnh của Ngài chăng? Trước hết, hãy tìm kiếm Chúa trước hết. Bởi vì không, thì hội thánh và nhiều nơi trong đời sống thường giới thiệu những nhu cầu và mời chúng ta bước vào sự phục vụ. Rồi sau đó,
chúng ta bận rộn quá vì sự sốt sắng của chúng ta, đến nỗi mà chúng ta không có thì giờ để ở riêng với Chúa trong sự cầu nguyện, đọc lời của Ngài và chuẩn bị tâm linh của chúng ta chăng? Trở lại câu chuyện của Mark, thì Thánh Kinh nói rằng Simon và các môn đệ, họ thấy đám đông mà không thấy Chúa thì tự nhiên họ cảm nhận một gánh nặng mà không thể nào mang nổi. Cho nên họ đã gác bỏ tất cả mọi sự trở lại. Họ xoay hướng để đi tìm cho được Chúa của mình. Và Chúa Giê-xu không hiện diện trong đám đông như họ tưởng, cũng không hiện diện trong những người đau yếu như là Chúa đã làm ngày hôm qua. Hôm nay thì Chúa đi vào một nơi vắng vẻ và họ tìm Chúa trong một nơi vắng vẻ đó trong khi thấy Chúa đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Hôm qua Chúa của đám đông, Chúa của những người đau yếu, tàn tật, có nhu cầu. Nhưng hôm nay Chúa của một nơi thanh vắng, một nơi yên tĩnh chỉ riêng mình Ngài với Đức Chúa Trời. Thật vậy, có một lần Đức Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ rằng: các ngươi thì có người nghèo ở luôn bên cạnh mình, nhưng không có ta luôn luôn với đâu. Ngài hàm ý nói rằng nếu chúng ta quan tâm đến nhu cầu của con người thì luôn luôn chúng ta có. Nhưng khi chúng ta quan tâm đến nhu cầu của con người trong sự phục vụ, thì e rằng chúng ta không có thời giờ riêng tư giữa mình với Chúa của mình. Người phục vụ là người ban cho người khác những gì mình đang có. Và chúng ta muốn trở nên một người sở hữu được những ân huệ, những phước hạnh của Đức Chúa Trời, thì người ấy phải nhận lãnh điều đó từ nơi chính Chúa của mình. Chúng tôi hàm ý cũng muốn nói đến để thời gian riêng tư cầu nguyện, tìm kiếm ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta trước khi chúng ta bước vào trong sự phục vụ Chúa qua con người. Phúc âm Matthew có chép về những ẩn dụ Đức Chúa Giê-xu nói với mọi người và các môn đệ về nước thiên đàng là những câu chuyện mà lấy làm khó hiểu cho người nghe. Tuy nhiên, Matthew đoạn 13 câu 36 thì Thánh Kinh chép rằng sau khi cho dân chúng về, Đức Chúa Giê-xu vào nhà, các môn đồ đến thưa với Ngài: xin Thầy giải thích ẩn dụ về cỏ lùng và đồng ruộng cho chúng con. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, là những người muốn phục vụ Chúa chúng ta, đây là bí quyết của các môn đệ. Có thì giờ chung với mọi người, nhưng cũng có thì giờ riêng giữa chính mình với Chúa để có thể hiểu được những sự mầu nhiệm và ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta là dường nào. Ai làm điều này thì sẽ thỏa lòng bởi vì mình hầu việc đúng những điều mà Chúa muốn chúng ta hầu việc. Trở lại phúc âm Mác đoạn 1 thì câu 38, Thánh Kinh chép rằng sau khi các môn đệ tìm được Chúa và gặp được Ngài trong tư thế của một người đang ở một nơi vắng vẻ để cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sau khi gặp được Chúa rồi thì Chúa Giê-xu phán rằng: chúng ta hãy đi nơi khác, vào những làng chung quanh đây để ta còn giảng dạy ở đó nữa, vì đây chính là lý do mà ta đã đến. Thiết tưởng những lời này chắc khiến các môn đệ ngạc nhiên lắm. Vì trên phương diện của con người thì tại đây là một nơi đầy sự kết quả. Kết quả ngày hôm qua, và các môn đệ cũng mong rằng có những kết quả lớn hơn trong ngày hôm nay và những ngày đến nữa. Đoàn dân vẫn còn đông, nhiều người đau yếu, bệnh tật, bị quỷ ám vẫn cần đến Chúa Giê-xu giúp đỡ. Tuy nhiên, Ngài truyền rằng chúng ta hãy đi nơi khác. Thưa quý vị và các bạn, thật vậy, chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rằng đời sống tưởng dài mà ngắn lắm. Và chính Chúa là đấng dựng chúng ta lên, Ngài biết rõ việc này. Cho nên Ngài luôn luôn muốn dời đổi chúng ta từ chỗ này đến chỗ khác. Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 thì nói rằng: anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình, là những gì mà anh em đã từng đeo đuổi khi sống theo cách của thế gian này, thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. Tất cả chúng ta đều ở trong số này. Đã có lần chúng ta sống theo những dục vọng của xác thịt, đeo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác. Đức Chúa Trời dĩ nhiên không muốn chúng ta ở trong số phận như vậy. Cho nên, Đức Chúa Giê-xu đã đến thế gian, và Cô-lô-se đoạn 1 câu 13 nói rằng Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối và đem chúng ta vào vương quốc của con yêu dấu của Ngài. Trong con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc, là sự tha tội. Và kể từ đó, thì một người tin Chúa thì luôn luôn ở trong tiến trình dời đổi mà Chúa Thánh Linh muốn người đó. Từ chỗ đam mê của những bản tính xác thịt thì trở nên người mà được Chúa Thánh Linh dùng để bày tỏ sự sống mới của Ngài.
và mục đích mà Ngài muốn thay đổi một người sau khi tin nhận Chúa là gì? Ấy là để tin lành bởi người ấy mà được bày tỏ ra. Trở lại Thánh Kinh Mác đoạn 1 câu 38 thì Chúa Giê-xu nói rất rõ với các môn đệ rằng: chúng ta hãy đi nơi khác vào những làng quanh đây để ta còn giảng dạy ở đó nữa, vì chính ấy là lý do mà ta đã đến. Kính thưa quý vị và các bạn, nhìn lại những năm tháng vừa qua, chúng ta thấy một cách rõ ràng rằng Chúa đã dời đổi chúng ta từ chỗ này đến chỗ kia, từ sự suy nghĩ này đến sự suy nghĩ khác. Chúng tôi có ý muốn nói đến những quan điểm trong sự thờ phượng, trong sự phục vụ Đức Chúa Trời. Trước, người ta tìm mục vụ, tìm đám đông để người ta bắt đầu phục vụ. Nhưng bây giờ Chúa muốn tìm đến Chúa trước và riêng tư với Ngài, thì sau đó Ngài sẽ cho chúng ta có một cơ hội để chúng ta thấy mục vụ hầu mình đáp ứng và có một đám đông để mình có thể phục vụ được. Ai làm điều này thì người đó đang ở trong kế hoạch của Chúa Giê-xu. Đó là tin lành cần được giảng ra trước hết, và sau đó Đức Chúa Trời Ngài phán hứa rằng Ngài sẽ tôn quý những người phục vụ mà theo sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu vậy. Quý thính giả vừa đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành do Hội Thánh Tin Lành Ân Điển thực hiện. Và chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới. Trân trọng kính chào.